Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống. Chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Bệnh nhân 37 tuổi tại Bắc Giang tiên lượng nặng, được đặt ECMO sau nhiều lần thở oxy, đặt ống nội khí quản, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Vì vậy, ekip thầy thuốc quyết định đặt ECMO cho trường hợp này vào chiều ngày 15 tháng 6. Chiều 15 tháng 6, ekip thầy thuốc tại Trung tâm Hồi sức tích cực ICU 101 giường ở Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đã đặt ECMO tim phổi nhân tạo cho bệnh nhân HTH 37 tuổi. Trước đó, bệnh nhân hát nhập viện Bệnh viện Phổi Bắc Giang vào ngày 26 tháng 5, được thở oxy nhưng tình trạng không tiến triển. Đến ngày 28 tháng 5, chị hát được thở oxy không xâm nhập, HFNC. Ngày 2 tháng 6, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu Osiris, sử dụng kháng sinh. Đến 20 giờ ngày 14 tháng 6, nữ bệnh nhân được chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực 101 giường và tiếp tục thở máy, lọc máu, vận mạch. Tuy nhiên, người bệnh bị suy tim phải rất nặng, phải dùng các thuốc vận mạch liều cao, tổn thương phổi lan tỏa hai bên, không đáp ứng điều trị nội khoa tối ưu. Vì thế, 16 giờ ngày 15 tháng 6, bệnh nhân được chỉ định tiến hành đặt ECMO. Là người điều trị trực tiếp cho trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, phó khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, Trường đoàn y tế Đà Nẵng, Chi viện Bắc Giang cho biết, sau khi đặt ECMO, bệnh nhân đã ngưng được thuốc vận mạch và cải thiện chỉ số oxy hóa máu. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân còn nặng, vì tổn thương cả tim và phổi. Ngoài trường hợp trên, ngày 12 tháng 6, trung tâm hồi sức tích cực 101 giường cũng đặt ECMO cho bệnh nhân NTT 67 tuổi. Sau khi có kết quả dương tính với ncov, bệnh nhân nhập bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị từ ngày 3 tháng 6 trong tình trạng khó thở, ho, Sp2 85%, được thở HFNC và lọc máu. Đến 12 giờ ngày 12 tháng 6, người bệnh được chuyển tới trung tâm hồi sức tích cực 101 giường trong tình trạng rất nặng, không đáp ứng với HFNC nên được đặt ống nội khí quản, thở máy. Tuy nhiên phổi bệnh nhân tổn thương rất nặng lan tỏa hai bên, PF nhỏ hơn 60. Bệnh nhân được ekip thầy thuốc của bệnh viện Đà Nẵng và chuyên gia đặt ECMO ngay trong ngày 12 tháng 6. Theo bác sĩ Hùng, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, vẫn còn phụ thuộc ECMO, phổi có chiều hướng cải thiện, mong mọi điều may mắn với bệnh nhân. Tính đến chiều ngày 15 tháng 6, Trung tâm Hồi sức tích cực 101 giường đang có 60 bệnh nhân, trong đó 25 bệnh nhân đã được cai thở máy không xâm nhập thành công, 8 bệnh nhân đã có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1 và 2 ca xét nghiệm SARS-CoV-2 hai 2 lần âm tính.